hồi bảy trong tiểu quán. Mao bị bắt, Mao thập bát hỏi, tại sao mũi tên lại có lửa? Vì tiểu bảo cười rộ đáp, lão tưởng tên lửa là những mũi tên bắn ra lửa ư? Sự thật đây không phải là mũi tên bắn ra có lửa mà là một loại pháo bông. Nguyên quân mình có dự trữ sẵn lưu hoàng và thuốc pháo. Một vương gia sai quân đi nhồi pháo suốt đêm, lúc bắn ra pháo nổ đùng đùng khiến cho bầu không khí vô cùng khẩn trương, lửa sáng rực trời bảy voi đã khiếp sợ lại càng khiếp sợ hơn chạy loạn xa ngầu. Thế là mặt trận bên phía quân nguyên tan vỡ, mục vương gia lập tức thúc chống nổi hiệu tiến binh, quân mình ảo ạt xông ra như sóng vỡ đê đến sát chân thành tấn công mãnh liệt. Lương vương đang ngồi trên mặt thành cùng ái phi uống rượu để chờ tin thắng trận. Rẻ đầu y bỗng thấy bảy voi hốt hoảng chạy trở về liền hốt hoảng la lên, ô lý ô, cu apoto ô lý ô. Mao thập bát không nín được ôm bụng lăn ra mà cười rồi hỏi, lương vương thốt ra những tiếng gì mà kỳ vậy? Vì tiểu bảo nghiêm trang đáp, lương vương là giống mọi thát đát, dĩ nhiên nói tiếng man mỏi, đại ý câu đó có nghĩa là, hóng rồi, bầy voi khởi nghĩa, gã dừng lại để cho mau thập bát dục dã rồi mới kể tiếp. Lương vương bạt vía kinh hồn dắt dìu ái phi từ trên mặt thành chạy xuống, vừa trông thấy miệng giếng liền nhảy xuống tự tử. Ngờ đâu bụng y lớn quá không lọt xuống được bị đeo lơ lưỡng, muốn trèo lên cũng không được y liền la lên, nguy to rồi, cô ra bị treo lơ lưỡng giữa trời. Mao thập bát cười hỏi, tại sao lúc này lương vương nói tiếng man mỏi mà bây giờ lại hô, cô ra bị treo lơ lưỡng giữa trời, thì ra y nói tiếng trung nguyên ư. Vì tiểu bảo biết mình sơ hở, nhưng vẫn làm ra vẽ nghiêm nghị đáp, lương vương vẫn dùng tiếng mỏi, nhưng ta sợ lão không nghe được nên mới dịch ra tiếng mình. Đoạn gã kể tiếp để lấp liếm trổ khờ dại của mình, trận nguyên tan vở, mộc vương gia thúc ngựa xông vào bỗng thấy một tên mọi mặc áo lông bào đội mũ vương gia bị mắc kẹt trên miệng giếng vương gia biết ngay đó là lương vương liến nắm đầu y lôi lên bỗng thấy mùi hôi thối nồng nặc xông lên mũi thì ra là lương vương vì khiếp sợ quá nên đã đại tiện ra quần mao thập bát cười khanh khách nói tiểu huynh đệ, người thuật chuyện thế mà hay thiệt mộc vương gia thật là trí dũng song toàn trong công cuộc bình định vân nam vì tiểu bảo nói dĩ nhiên là thế mục vương gia xua chuột phá đại tượng trần, ta đầy liệm vôi cho mù mắt giặc chưa chắc ai đã hơn ai. Ta tưởng mình có thể dự vào hàng trí dũng kiêm toàn. Mao thập bát lắc đầu ngắt lời, người nói thế không được, người ta có câu, binh bất yếm trá, việc hành binh có thể dùng kế trá ngụy để giành phần thắng về mình. Nhưng chúng ta đây là anh hùng hảo hán đơn thân độc mã vùng vẫy giang hồ, muốn nổi tiếng đại trượng phu thì diều cần nhất là hành vi của mình phải cho quang minh lỗi lạc. Những cuộc tỷ võ mà đem so với việc điều binh khiển tướng trong công cuộc bình định Giang Sơn thì thế nào được? Vì Tiểu Bảo nói, ta nghĩ rằng hai chuyện đó cũng tương tự như nhau. Muốn thành công trong cuộc tỷ đấu với bên địch thì bất cứ dùng thủ đoạn gì thì cũng vậy mà thôi. Vì ngươi chưa hiểu võ công, mà bạn hiểu võ lâm đố kỵ nhưng ai y mạnh hiếp yếu nên chẳng ai nạc đòn với ngươi. Vậy ngươi chớ tự cho mình là nhân vật võ lâm mà rước họa vào thân. Vì Tiểu Bảo cười nói, Tiểu Bạch Long vi Tiểu Bảo chỉ sành nghề bơi lội, ở trên sông bắt cá sống mà ăn, còn võ công trên bộ thì chưa khảo cứu. Gã nói vậy rồi bưng miệng mà cười vì đây là hắn nhạy Mao Thập Bát đã đề cao hắn với bọn Ngô Đại Bàng. Mao Thập Bát cười rộ, dọc đường hai người rất chú ý đến những xe ngựa đi ngang, nhưng không thấy người của Mộc phủ đi xuống miền Nam nữa. Hiện nay vết thương trên đùi Mao Thập Bát đã dần dần lành lại một hôm xe vào tới thành Bắc Kinh, Mao thập bát giã biết nơi nào cũng đầy tai mắt của triều đình mãn thanh, hắn căn dặn tiểu bảo phải coi chừng lời ăn tiếng nói cùng hành vi cư chỉ chớ sơ hờ. Vì tiểu bảo đã tiểu đệ chẳng có điều chi đáng ngại, chỉ cần đại ca coi chừng đừng để lộ hành tung là không sao hết. Mao thập bát gật đầu lẩm bẩm người nói cũng có lý, hai người vào một phạn điếm nhỏ ở phía tây thành để ăn uống. Mao thập bát đang uống rượu chợt thấy hai người từ ngoài bước vào. Một người là một lão già lối ngoài 60 tuổi và một thằng nhỏ cờ 11,12 tuổi. Hai người ăn mặc rất kỳ dị, vì tiểu bảo không biết đó là hạng người nào, nhưng Mao thập bát nhận ra họ là thái giám trong hoàng cung. Viên thái giám tuổi già mặt mày xanh lét, lưng còng thân thể gầy, miệng không ngớt ho sù sủ, tựa hồ lão mang trọng bệnh trong mình tiểu thái giám đỡ lão ngồi xuống một cái bàn rồi thét lấy rượu nhắm. Tên tử bảo trong tiệm vốn khiếp sợ những viên chức trong cung, nghe lão gọi liền vâng giả dối rít bầy rượu nhắm ra. Chợt thấy lão thái giám thò tay vào bọc lấy ra một gói giấy nhỏ lôi ra đưa lên mũi người rồi dùng móng tay út cẩn thận xúc lấy một tí hòa với rượu mà uống. Lão uống rượu được một lúc rồi bỗng cảm thấy chân tay bài hoài người run bần bật. Tử bảo thấy vậy rất đổi hoang mang vội hỏi, lão ra làm sao thế? lão gia làm sao thế? Lão thái giám thấy tử bảo la gọi dối rít liền quát cút đi, làm gì mà dối rít lên như thế? Tên tử bảo khom lưng cười vâng giả mấy tiếng rồi lui ra, song mắt e rè ngó hai người. Lão thái giám hai tay trống xuống bàn, hai hàm răng run bần bật vào nhau bật thành tiếng lách cách. Càng về sau lão càng run mạnh, chấn động cái bàn khiến cho đùa chén là tả rớt xuống đất. Tiểu thái giám hoang mang vô cùng vừa kêu vừa hỏi, công công, công công làm sao thế uống thêm liều thuốc nữa không gã thò tay vào túi lão lấy gói thuốc toan mở ra thì lão thái dám thét lên đừng đừng có động vào mặt lão lộ vẽ rất khẩn trương tên tiểu thái dám tay cầm gói thuốc mà không dám mở ra bỗng có tiếng chân bước vang lên bảy tên đại hán tiến vào bọn đại hán này mình trần trùn trục mặc quần da trâu tóc cột thành búi trên đỉnh đầu toàn thân chúng có bôi dầu mở lấp loáng bảy người này bắp thịt nổi lên, trước ngực mọc lông đen xì. Chúng chìa bàn tay ra thì tên nào bàn tay cũng thô kịch, ngón tay to lớn. Chúng mới vào quán đã hét lên ầm ầm, mau lấy rượu, thịt bò, gà đem ra đây cho lẻ. Tử bảo vâng dạ luôn miệng, gã vừa bày đùa chén vừa hỏi, thưa khách quan, khách quan định xơi những món gì? Một tên đại hán tức giận quát hỏi, đã bảo lấy thịt bò, thịt gà còn hỏi gì mãi? Mì điếc hay sao mà không nghe thấy? một gã đại hán khác vươn tay ra tung lấy gã tiểu bảo dơ thẳng người lên gã rẫy ruộa chân tay sợ quá thét lên be be khiến cho bảy tên đại hán đều cười rồ đại hán kia dung tay một cái liệm gã tiểu bảo ra ngoài quán té đánh huyệt một tiếng tên tiểu bảo lại la lớn úi thao má ôi là má bọn đại hán lại cười ồ mau thập bát khẻ nói bọn này đã học phép đô vật nên khi túm được người rồi tất liệng ra không để đối phương ở gần là vì sợ đối phương phản công vì tiểu bảo hỏi đại ca có học môn đô vật không mao thập bát đáp ta chưa học và lại thứ công phu cứng ngắt này mà chạm trán với một tay võ công cao cường thì chẳng làm gì được vì tiểu bảo hỏi liệu đại ca có đánh được bọn chúng không mao thập bát cười đáp đối với bọn mảng phu này thì thú gì mà đấu vì tiểu bảo nói một mình đại ca mà đánh với bọn chúng những bảy tên hẳn là phải thua mao thập bát nói cả bọn chúng cũng không địch nổi ta vì tiểu bảo liền lớn tiếng nay các chú kia ông bạn ta đây bảo một mình y có thể đánh cả bọn bảy người các chú đó mao thập bát vội quát đừng gây chuyện thị phi nữa ngờ đâu vi tiểu bảo lại thích gây sự gã thấy bảy tên đại hán vô duyên vô cớ túm tên tiểu bảo liệm đi khiến cho gã dở sống dở chết trong lòng đang căm tức vi tiểu bảo nghe mao thập bát có thể một mình đánh bại được cả bọn liền đâm thọc chọc bị gạo để mau cho chúng một bài học. Bảy đại hán dương mắt nhìn trong chọc vào hai người. Một tên hỏi, thằng lỏi kia, mi bảo sao? Vì tiểu bảo đã, ông bạn ta đây bảo bọn ngươi bắt nạt tên tiểu bảo thì đâu phải là anh hùng hảo hán. Nếu các ngươi có giỏi thì đấu với y. Một đại hán trợn mắt lên nhìn Mao Thập Bát hỏi, quân đê tiện kia, có phải ngươi nói thế không? Mao Thập Bát biết bọn này đều là đô vật, hắn không muốn gây sự nhưng thấy chúng là người mãn châu thì trong lòng đã khó chịu. Huống chi hề chúng mở miệng là mắng người, hắn không chịu nổi, cầm bình rượu liệm vào mặt đối phương. Đại hán kia giơ tay lên đỡ, ngờ đâu mau thập bát đã vận nội kình trước khi liệm ra. Luồng lực đảo đầy bình rượu rất mãnh liệt, chát một tiếng, bình rượu liệm chúng vào tay đại hán thiếu chút nữa cánh tay hắn bị gầy rời. Gã đau quá la lên một tiếng, ui chao, một đại hán khác nháy sổ lại mao thập bát liền vung cước lên đá hắn không tránh được đòn cước của mao thập bát liền bị đá trúng vào bụng dưới hất tung người gã bay đi còn năm tên nữa chửi ôm um lên nhất tề nhảy sổ lại thân pháp mao thập bát cực kỳ linh diệu hắn thi triển cầm nà thủ pháp tay chụp quyền đấm chân đá túi bụi chỉ trong khoảnh khắc mao thập bát đã đánh ngã được bốn tên còn một tên đang nghiêng mình né tránh thì bà vai của hắn bị trúng trưởng của hắn Mao thập bát vươn tay chụp được sau gáy đối phương xoay ngược người đập đầu gã xuống thềm đá vỡ tan. Mao thập bát còn vung song cước đá theo thế liên hoàn vào ngực mấy đại hán kia khiến miệng chúng hộp máu tươi. Mao thập bát chờ cho hán tử lực lưỡng lao tới liền phóng hai chân đá vào ngực chúng. Hai tay phóng trường ra chiêu ví phòng phất liễu đánh xéo lại nhanh như trước. Bỗng nghe đánh bốp một tiếng, đại hán bị trúng trường ở bả vai bên phải. Gã rú lên rất thê thảm vì bị đau quá chịu không nổi. Đại hán bị gầy xương bả vai té lăn xuống sàn gồ. Mao thập bát vội nắm tay vi tiểu bảo kéo đi nhanh đồng thời la lớn lên. Tiểu bảo, chúng ta đã gây nên một họa lớn phải chạy cho mau. Tiếng la chưa dứt, cả hai người đã tung mình ra phía cửa sau tửu điếm. Nhưng vừa chạy mấy bước đã thấy lão thái giám đứng chặn ngay trước mặt. Mao thập bát chẳng nói năng gì, đưa tay xô nhẹ vào vai lão để tìm đường trốn chạy. Mao thập bát chỉ muốn tránh trổ thị phi, không ngờ tay hắn vừa đụng nhẹ vào vai lão thái giám, bỗng thấy toàn thân rung động, loảng chọn mấy bước té nhào đụng phải góc bàn làm cho cái bàn siêu đi và gầy tan thành mấy mảnh. Mao thập bát càng kinh hãi hơn vì vi tiểu bảo đứng gần ở đó cũng bị lùm lực đạo hất văng vào lu nước ở bên cạnh. Mao thập bát phải xuống tấn hai lượt mới đứng vững lại được. Hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng như ngồi trong lò lửa hắn định thần nhìn lại thấy lão thái giám vẫn đứng lom khom như người lưng gù miệng ho sù sụ không ngớt, tựa hồ chẳng biết gì đến diễn biến vừa xảy ra. Mao thập bát biết mình đã gặp phải tay kinh địch và đối phương nhất định có tà thuật. Hắn nghĩ bụng thằng cha này hẳn có tà thuật, bằng không thì võ công lão có cao hơn mình cũng chẳng thể mượn luồng lực đạo nhẹ nhàng của mình để biến thành một sức mạnh khủng khiếp đến thế. Trong võ thuật có môn tà thuật đả lực, mượn sức người để đánh người. Nhưng phép này cũng chỉ có hạn định tương đối mà thôi, chớ chẳng khi nào mượn luồng lực đạo nhỏ mọn để biến thành sức mạnh mà phản kích được. Đằng này đối phương có một thủ pháp kỳ dị vượt ra ngoài nguyên lý võ lâm thì phải là người có tà thuật mới có thể làm được. Mao Thập Bát vốn là tay dũng cảm, nhưng chưa dò được lai lịch đối phương nên không dám hành động một cách hấp tấp. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hắn chờ gót thò tay vào lu nước lôi vi tiểu bảo ra, đoạn cất bước chạy lộn trở vào hậu đường. Hắn vừa chạy được ba bước, tai lại nghe mấy tiếng ho sù sụ, hắn nói, đó là tiểu tử không biết, lần sau không dám thế. Lão Thái giám nói, còn lần sau nào nữa? Hừ, ta chẳng hiểu còn sống được bao lâu. Tiếng ho sù sụ xen vào giọng nói khàn khàn. Tiểu Thái giám hỏi, công công, tên này là ai? Hắn ở đâu đến đây? Không chừng chính là tên phản tặc. Lão Thái giám không trả lời hỏi, bọn bay là những tên đô vật ở đâu đến đây? một hán tử to lớn cung kính đáp, thưa công công, tiểu nhân ở trong phủ trịnh vương gia. Nếu bữa nay không được công công giải cứu bắt tên phản tập này thì còn mặt mũi nào nhìn thấy bạn hữu nữa. Lão thái giám ồ lên một tiếng rồi nói, cha, đây là dịp may hiếm có. Nguyên người mãn châu rất thích nghề đô vật, trong phủ các thân vương đều có nuôi rất nhiều dũng sĩ người mãn, mệnh danh là bố khố. Những hán tử này đều là bố khố trong phủ thân vương lão thái giám lại nói tiếp các ngươi đừng làm kinh động đến người ngoài mau đem hai tên này giam vào ngục trong đại nội nói là những người của lão công công cần đến và phải coi chừng cẩn thận mấy tên võ sĩ đồng thanh đáp giả giả bọn tiểu nhân xin tuân lệnh công công lão thái giám lại nói đi gọi kiệu cho ta các ngươi không thấy thân thể ta thế này hay sao còn trần chờ gì nữa lão vừa nói vừa ho sù sù tiểu thái giám vội chạy đi ngay còn lại một mình lão thái giám ngồi gục xuống bản ra chiều mệt nhọc. Vì tiểu bảo thấy mau thập bát bị bắt đi rồi, gã nhớ lại lời thầy đồ thường nói, non xanh còn đó, lo gì hết củi đun. Gã tự nhủ ta phải chuồn đi kẻo để một mẻ lưới quét hết thì còn toan tính bước đường sau này thế nào dược. Gã liền men theo bờ tường len lén đi vào nội đường. Gã thấy mọi người không ai chú ý nhìn mình, trong bụng đã mừng thầm. Ngờ đâu gã vừa cất chân đi được ba bước, bỗng lão thái giám búng một cái, chiếc đũa bay ra đập vào đầu gối gã. Vì tiểu bảo cảm thấy bắp vế tê chồn rồi gã ngã lăn ra không nhúc nhích được nữa. Miệng gã không ngớt làm nhảm thoá mà, đúng là tà môn rồi. Lão quỷ kia đã sử dụng yêu pháp, chắc lão mắc bệnh lao hay bệnh con khỉ gì rồi. Lão thái giám mặc kệ tiểu bảo muốn nói gì thì nói. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa có người khiêng cổ kiệu vào. Tiểu thái giám lại gần nói, công công đã đem kiệu tới đó, lão thái giám vẫn ho hắng không ngớt, lão được tiểu thái giám nâng đỡ lên kiệu, hai tên kiệu phu khiêng đi, tiểu thái giám đi theo sau kiệu. Trong bảy tên đại hán có hai tên bị gãy cánh tay, còn cặp chân vẫn đi lại được như thường. Chúng nó hô đồng bọn đến cột vi tiểu bảo cùng mau thập bát lại. Ban đầu vi tiểu bảo còn mồm loa mép dài, nhưng gã bị tát tay hai cái đau quá đành diêu diếu vâng lời không dám lên tiếng bọn đại hán lại nhét rẻ vào miệng hai người và lấy tấm khăn đen bịt mắt lại, đoạn bò vào trong kiệu khiêng đi. Vì tiểu bảo ngày mới 7 tuổi đã có lần được ngồi kiệu theo mẫu thân đi hành hương. Bây giờ gã bị bắt trói quang lên kiệu, liền tự nhủ, bữa nay lão gia lại ngồi kiệu cho bọn cháu hiếu thuận trầu trực thế là hà rồi. Vì tiểu bảo ngồi trong kiệu chỉ thấy tối đen gã biết là không có cách nào trốn thoát nữa. Có lúc kiệu dừng lại vì gặp người xét hỏi, thì bọn kiệu phu đã thượng thiên giám hải lão công bảo đưa đi, vì tiểu bảo không hiểu thượng thiện giám là gì, nhưng dường như hải lão công quyền thế rất lớn. Khi nói tới lão là kiệu được khiêng đi ngay không bị ngăn trở gì nữa. Có lần người ta cật vấn và bắt mở rèm xe lên coi, rồi có tiếng người nói, đây là một thằng lòi, vì tiểu bảo muốn đáp lại, ta là ông tổ tiên nhà ngư ý đây, khốn nổi miệng gã bị nhét rẻ nên không thốt được nên lời. Trong khi đi đường, vì tiểu bảo chập chờn ngủ đi lúc nào không biết. Đột nhiên kiệu dừng lại rồi có tiếng người nói, người mà hải công công cần tới đã đưa về đây. Tiếp theo là thành âm của một thằng nhỏ cất lên, được rồi, hải công công đương nằm nghĩ, cứ để người lại đó là được. Vì tiểu bảo tuy bị bịt mắt nhưng tay nghe rõ là thanh âm của tiểu thái giám. Người trước lại nói, chúng ta về bẩm trịnh vương gia tất vương gia sẽ phái người tới tạ ơn hải lão công công tiểu thái giám nói nhờ ông ngậm bẩm với vương gia là hải lão công có lời vấn an người kia đáp không dám hai người còn đang đối đáp có mấy tên kéo vi tiểu bảo từ trong kiệu ra đem vào nhà đặt xuống khi mọi người đi xa rồi tiểu bảo lại nghe tiếng lão thái giám hải lão công ho sù sụ mấy tiếng mũi gã còn người thấy mùi thuốc nồng nặc gã lẩm bẩm lão quỷ kia bị trọng bệnh sắp chết đến nơi rồi giả tỷ lỡ chết sớm một ngày thì mau đại ca cùng ta khỏi mắc vào tay lão. Mình thật là suối quẫy, lúc này bốn bên yên lặng như tờ, ngoài mấy tiếng ho hắn của hải công công không còn thanh âm nào khác. Chân tay vi tiểu bảo đều bị trói chặt, ngón tay ngón chân gã đều bị tê trồn thật là khó chịu. Nhưng hải lão công dường như đã quên cả hai người không hỏi gì tới. Sau một lúc lâu mới nghe hải lão công khẻ cất tiếng gọi tiểu quế tử, tiểu thái giám đáp ngay, dạ dạ có tiểu tử đây, vì tiểu bảo nghĩ thầm té ra thằng lòi thối tha kia là tiểu quế tử, tên nó cũng có âm như cha nó đây. bỗng nghe lão công công nói cởi trói cho tên đó đi, ta có lời muốn hỏi chúng. tiểu quế tử đáp xin vâng, vì tiểu bảo lại nghe những tiếng sột soạt thì biết là tiểu quế tử đang dùng dao cắt dây cột chân cho mau thập bát. lát sau dây trói chân tay gã cũng được cắt đứt, rồi đến tấm khăn che mặt cũng được cởi bỏ vì tiểu bảo dương mắt lên nhìn thì thấy mình đang ở trong một phòng lớn những đồ trần thiết trong phòng rất sơ sài chỉ có một cái bàn và hai cái ghế trên bàn để mấy cuốn sách hải lão công ngồi trên ghế ngã người như muốn nằm xuống hai má lão hòm vào mắt lão nữa nhắm nữa mở hồi tám Uống nhiều thuốc hải công hư mắt tiểu thái giám tiến lại móc rẻ ở miệng mau thập bát ra gã toàn đến móc rẻ cho vi tiểu bảo thì hải công công lên tiếng thằng nhãi con này mồm miệng dơ giấy hãy để gã đấy lát nữa hãy liều tiểu thái giám nghe lão thái giám nói vậy liền dừng tay lại lúc này vi tiểu bảo đã được cởi trói kể ra gã có thể tự đưa tay lên móc rẻ nhét ở miệng mình ra nhưng chẳng hiểu gã e rè điều chi mà khi nghe lệnh truyền của lão thái giám cho tiểu quế tử rồi gã không dám tự mình gờ lấy tùy miệng không nói ra nhưng gã rủa thầm ông tổ ông tiên, 18 đời họ nhà lão thái giám khả ố kia. Bỗng nghe lão thái giám hạ lệnh cho tiểu quế tử, ngươi hãy cầm ghế lại đây cho ông bạn này ngồi. Tiểu quế tử chạy sang phòng bên cạnh lấy một cái ghế đặt xuống sau lưng mao thập bát. Mao thập bát chẳng nói năng gì ngồi ngay xuống ghế, vì tiểu bảo thấy mình không có ghế, gã tức mình ngồi phệt xuống nền nhà, mặt giận hầm hầm. Hải công công cất tiếng hỏi mao thập bát phải chăng các hạ là ngũ hồ đoạn đao mỹ danh là mao thập bát mao thập bát thấy lão thái giám gọi đích danh mình ra thì không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ bụng té ra thằng cha này đã biết rõ lai lịch của ta đoạn hắn cất tiếng lạnh lùng đáp phải rồi mao thập bát chính là tại hạ hải công công hỏi tiếc lão phu nghe người ta đồn đại các hạ là một tay đại đạo ở vùng hoài dương đã gây ra nhiều vụ án sát hại quan binh cướp bóc tài vật và đã từng trèo tường vượt ngục oai danh rất hiền hách chẳng hiểu có đúng thế không mao thập bát thản nhiên đáp quả đúng như vậy mao thập bát bây giờ mới hiểu lão thái giám là một con người tinh quái hắn nghi ngờ cả điệu bộ ốm o của lão hắn chưa dám buông lời mạo phạm mà chỉ trả lời cho xuông những câu hỏi bỗng nghe lão thái giám hỏi tiếp các hạ lai like kinh chuyến này chắc có chuyện mưu đồ liệu các hạ có thể nói cho lão phu hay có được chăng mao thập bát hờ hững đáp ta đã lật vào tay lão vậy lão muốn băm vằm hay mổ xẻ làm gì thì làm Họ Mao là một tên lãng tử giang hồ thì sống chẳng lấy làm chi thích và coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lão đừng hòng bức bách ta công khai điều gì cho uổng công. Nếu lão dùng cách này hay cách khác mong ta thố lộ những điều tâm sự là ngươi nhận lầm người rồi đó. Lão thay dám nghe Mao thập bát nói những lời khẳng khái lại có ý khinh khi mình, cũng không nổi nóng, vẫn tươi cười nói. Còn ai không hiểu Mao thập bát là anh hùng hảo hán có lý nào lão phu lại bức bách mao huynh công khai sự thực à lão phu nghe nói mao huynh đệ là người tâm phúc của bình tây vương lão thái giám chưa dứt lời thì mao thập bát đã lớn tiếng quát ai dính líu đến tên đại hán gian ngô tam quế làm chi nói vậy là nhơ danh hào kiệt của mao thập bát này hải lão công ho khẩm khạc mấy tiếng rồi tủm tỉm cười nói bình tây vương có công lớn với nhà đại thanh đức kim thượng trông cậy vào y rất nhiều nếu các hạ là người thân tín của bình tây vương thì lão phu vì nể mặt vương ra mà bỏ qua cho những lời nói đó mao thập bát lớn tiếng không phải không phải mao thập bát này không có hơi hám gì đến tên phản tặc ngô tam quế mao mổ quyết không nhờ đến dư oai của hắn lão muốn giết thì giết đi còn bảo mao mổ là kẻ thân tín hay tâm phúc gì đó của ngô tặc thì cả tổ tiên của mao mổ cũng đến ngày vận xuôi Nguyên Ngô Tam Quế dẫn quân thanh vào quan ải khiến nhà Minh phải mất nước. Vì tiểu bảo đã thường được nghe người ta nói. Ai nhắc đến Ngô Tam Quế cũng gán cho hắn những danh từ hán gian hay phản tặc. Gã nghĩ bụng nghe giọng lưỡi lão đê tiện này thì nếu Mao đại ca chỉ mạo nhận làm tâm phúc của Ngô Tam Quế là lão tha liền. Thế mà Mao đại ca lại cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận. Nhưng bướng bỉnh thì ra thịt chịu đau khổ, sao bằng cứ nhận bừa để thoát khỏi nơi đây rồi ra ngoài hãy gọi 18 đời ông tổ ông tiên 18 đời nhà ngô tam quế mà thoá mạ cũng chưa muộn. Huyệt mạch chân tay gã dần dần đã lưu thông điều hòa. Gã liền giơ tay áo lên che miệng để gờ rẻ trong mồm ra. Hải lão công đang chú ý nhìn sắc mặt mau thập bát nên không ngó thấy vi tiểu bảo làm cho gì. Lão thái giám thấy Mao thập bát thái độ hung hăng liền cười nói, lão phu tưởng các hạ được bình tây vương phái tới kinh sư té ra lão phu lầm mất rồi mao thập bát nói nói thật cho lão hay ta ở miền nam nghe bạn hữu giang hồ đồn đại ngao bái là đệ nhất dũng sĩ ở mãn châu họ còn kể hắn vung quyền đã đánh chết châu điên dùng tay không bắt hổ ba hoa thiên địa mao mổ không phục lần đến bắc kinh chỉ vì mục đích muốn tỷ võ với hắn hải lão công thờ dài hỏi người muốn tỷ võ với ngao thiếu bảo ư ngao thiếu bảo hiện nay chỉ quỳ gối dưới một người mà ngồi trên muôn người Thiếu Bảo là một vị đại thần trong triều thì các hạ động thủ với Thiếu Bảo làm sao được? Mao Thập Bát từ lúc gặp cuộc chiến ở trong tử điếm đã bị nhục nhuệ khí. Lúc đầu hắn còn cho là hải lão công dùng tà thuật. Sau huyệt đảo sau lưng bị điểm cho tới giờ mới dần dần giải khai, hắn tin là võ công của lão đã vào hạng thượng thẳng, chứ không phải dùng tà thuật. Hắn tự nghĩ công phu này trước kia ta chỉ nghe người ta nói tới vẫn tưởng là người võ lâm cố ý phóng đại cho câu chuyện thành thần kỳ chớ trên đời chẳng làm gì có người có bản lãnh tuyệt diệu đến thế. Ngờ đâu bữa nay chính mình lại gặp được, thế mới biết họ không nói ngoa. Lão thái giám này khẩu âm đúng là người Mãn Châu thì mình đối phó với một lão già ốm o ở Mãn Châu này còn chưa xong, còn tính chi đến chuyện khiêu chiến với Ngao Bái là dũng sĩ số một của Mãn Châu. Mao Thập Bát lúc chiến đấu với bọn thị vệ dưới chân núi Đắc Thắng ở phía tây thành Dương Thất tuy tình thế nguy hiểm hơn nhiều mà hắn vẫn hào khí bồng bột. Thế mà bây giờ đứng trước một lão thay giam ốm o mắc bệnh trầm trọng, bất giác bao nhiêu khí phách hào hùng đều bị tiêu tan. Bỗng hắn buông tiếng thở dài, hải lão công hỏi các hạ có muốn tỉ võ với Ngao Thiếu Bảo nữa không? Mao Thập Bát hỏi lại xin tôn giá cho biết võ công của Ngao Bái so với tôn giả thế nào? Hải lão công tùm tĩm cười đá, ngao thiếu bảo là một vị đại thần, ra ngoài làm tướng võ, vào chiều làm tướng văn, phú sưng địch quốc, vinh hoa rất mực. Còn lão phu bất quá là kẻ hạ tiện trông nom việc vặt trong nội cung. Vậy hai người khác nhau một trời một vực, lão phu đây sao dám so bì với thiếu bảo. Lão chỉ so sánh địa vị và thân thế giữa hai người mà không đề cập tới võ công của ngao bái mao thập bát nói dù võ công của ngao bái chỉ bằng phân nữa của tôn giá tại hạ cũng không địch nổi hải lão công mỉm cười nói các hạ quá khiêm tốn bây giờ lão phu muốn hỏi theo nhận xét của các hạ thì bản lãnh nông cạn của lão phu so với trần vĩnh hoa đại hương chủ thì thế nào mao thập bát giật nảy mình lên ấp úng hỏi lại tôn giá tôn giá bảo sao hải lão công nói lão phu muốn hỏi về trần vĩnh hoa đại hương chủ của quý hội nghe nói Trần Đại Hương chủ luyện được môn long quyền cương khí nội công cao thâm khôn lường. Đáng tiếc Lão Phu vô duyên chưa được hội diện lần nào. Con người hạ tiện như Lão Phu thì làm sao có phước được bái kiến Trần Đại Hương chủ. Mao thập bát rất đổi kinh nghi, hắn cảm thấy Lão Thái Giám càng lúc càng đi vào chỗ cao thâm khôn lường. Chẳng những võ công lão cao thâm khôn lường mà bao nhiêu điều bí ẩn của hắn lão đều thông tỏ ngọn ngành. Hắn há hốc miệng ra chưa biết phải trả lời như thế nào hải lão công thở dài nói tiếp mao huynh lão phu biết mao huynh là một trang hảo hán bản lãnh mao huynh như vậy mà sao không quy thuận triều đình vì quốc gia xuất lực tương lai của mao huynh lão phu dám chắc cái ngôi đề đốc hay địa vị tướng quân so với mao huynh chẳng có chi là khó thế mà đại hương chủ mưu cuộc tay không hời ơi lão nói tới đây lắc đầu mấy cái rồi tiếp cái đó kết quả thật không hay đâu lão phu đem lời nói phải trái khuyên cáo mao huynh nếu ma huynh tung ngựa đến bờ vực thảm vội và dừng chân, tức là rút lui ra khỏi thiên địa hội cũng hãy còn kịp. Mao thập bát ấp úng, tại hạ, tôn giá bảo thiên địa hội nào, tại hạ không biết chi hết. Hắn không quen nói dối nên thanh âm ngập ngừng, gượng gạo, hắn biết là không lường gạt được liền lớn tiếng, phải đó, ta đây là người trong thiên địa hội, bọn ta đồng tâm hiệp lực phản thanh phục minh, có lý đâu lại đầu hàng mãn thanh để mang tiếng là hán gian phản quốc lão đã biết rồi thì phóng trưởng đánh chết ta đi là xong. Hải lão công chậm rãi nói, người Hán các vị không phục người mãn là thường, chẳng có gì không hợp lý. Lão phu kính trọng Mao Huynh là tay hảo Hán, không nở hạ sát. Nhờ Mao Huynh nói lại với Trần Đại Hương chủ là hải lão công này muốn tai kiến y và lãnh giáo mấy chiêu long hình cương khí xem nó lợi hại như thế nào. Lão Huynh hy vọng Đại Hương chủ giá lâm kinh sư càng sớm càng hay. Hời ơi, Lão Phu chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Trần Đại Hương Chủ mà không đến Bắc Kinh thì Lão Phu chẳng bao giờ được gặp mặt. Một nhân vật anh hùng hào kiệt như Trần Đại Hương Chủ mà Lão Phu không được diện kiến một lần thì phải ôm hận suốt đời. Mao thập bát nghe Lão nói buông tha thì lấy làm kỳ. Dường như hắn không tin ở tai mình, vẫn đứng đờ người ra chưa đi ngay, mà cũng không nói gì. Hải Lão công hỏi, Mao Huynh chưa đi còn chờ gì nữa. Mao thập bát giả một tiếng rồi quay lại nắm tay tiểu bảo toan giận dò mấy câu mà chưa biết nói gì. Hải lão công giận dò nói, Mao huynh đã bôn tàu giang hồ mấy chục năm mà còn chưa biết lề luật võ lâm. Mao huynh chưa để lại chút gì sao đã trực bay đi. Mao thập bát nghiến răng đã, phải rồi, đó là chủ sơ xuất của Mao mổ. Đoạn hắn bảo tiểu quế tử, tiểu huynh đệ cho ta mượn lưỡi đao để chặt cánh tay trái lưu lại hắn vừa nói vừa trỏ vào lưỡi đao trùy thủ mà tiểu quế tử dắt ở bên mình. Thanh trùy thủ dài tám tấc, tiểu quế tử vừa dùng nó để cắt đứt dây chói cho hai người. Hải lão công nói chỉ một cánh tay trái thì chưa đủ. Mao thập bát sắc mặt xám xanh hỏi lão muốn ta chặt cả tay mặt nữa chăng? Hải lão công lắc đầu đá cả hai tay và hai mắt nữa. Mao thập bát lùi lại một bước buông tay vi tiểu bảo ra, tay trái hắn dì ơ lên tay mặt đưa tranh trách ra chuẩn bị phóng chiêu tề như vọng nguyệt. Miệng hắn lẩm bẩm lão bắt ta chặt tay khoét mắt để lại thành người phế nhân thì còn sống làm gì nữa. Chi bằng ta quyết liều mạng một phen, dù có phải chết dưới trường lực của hắn cũng đành. Hải lão công không ngó mau thập bát mà chỉ ho rũ lên. Cơn ho của lão mỗi lúc một dữ dội, sau lão thở hồng hộc, sắc mặt đang vàng như nghệ biến thành đỏ như gất. Tiểu quế tử tự hỏi, công công, bây giờ uống liều thuốc nữa được chăng? Hải lão công lắc đầu quầy quẩy nhưng vẫn ho rũ đi rồi không nhịn được nữa lão đứng dậy giơ tay trái lên giữ cổ ra chiều thống khổ vô cùng. Mao thập bát nghĩ bụng, lúc này mà không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Hắn liền nắm tay vi tiểu bào rồi tung mình vọt ra ngoài cửa. Hải lão công dùng ngón tay cái và ngón tay cái bên phải bấm vào thành bàn một cái. Chiếc bàn lớn bị thủ kình của lão cắm xuống như bấm vào cục đất, rơi ra một miếng nhỏ véo một tiếng vang lên miếng gỗ đã được liệng ra mao thập bát đang dão bước chạy đi bị miếng gỗ bắn vào huyệt đạo ở chân phải bất giác cẳng chân nhùn ra quỵ xuống đất tiếp theo lại nghe đánh vù một tiếng một mẫu gỗ nhỏ nữa lại búng ra trúng vào huyệt đạo ở chân trái mao thập bát cả hai mao lẫn vi tiểu bảo đều ngã lăn ra giữa lúc ấy hải lão công vẫn ho sù sụ không ngớt tiểu quế tử nói công công uống nữa liều nữa tưởng cũng không hề chi bây giờ hải lão công mới lên tiếng ấp úng đáp được rồi được rồi nhưng chỉ một chút thôi nhiều thì nguy hiểm đấy tiểu quế tử đáp vâng gã thỏ tay vào bọc hải lão công lấy gói thuốc rồi chạy vào nội thất cầm một chung rượu ra đoạn gã mở gói thuốc xúc một ít thốc vào móng tay út hải lão công vội nói nhiều nhiều quá tiểu quế tử lại dạ một tiếng rồi bớt đi phân nửa thuốc bột cho vào gói gã lại đưa mắt nhìn hải lão công để hỏi coi phân lượng đã được chưa. Hải lão công gật đầu rồi gò lưng xuống mà ho sủ sủ. Đột nhiên người lão chúi về phía trước nằm bò xuống đất dày rụa không ngớt. Tiểu quế từ kinh hãi vô cùng vội đờ lão dậy, miệng la gọi, công công, công công làm sao thế? Hải lão công vừa thở vừa đáp, được được, nóng quá, đờ ta vào, lưu nước, ngâm. Tiểu quế tử dạ một tiếng rồi hết sức đờ lão dậy hai người loạn choạng đi vào nội thất, tiếp theo nghe đánh bỏ một tiếng rồi nước bắn lên tung tóe. Biến diễn này vi tiểu bảo nhìn rõ hết, gã liền gión rén bò dậy bước rất khẽ đến bàn, gã đưa móng tay út khều thuốc ba lần đổ vào chung rượu. Gã sợ còn chưa đủ xúc thêm hai lần nữa đoạn gấp lại cho mất dấu vết rồi mở ra để nguyên như trước. Bỗng nghe trong nhà tiểu quế tử cất tiếng hỏi, công công, công công đã thấy bớt chút nào chưa? Không nên ngâm nước quá lâu. Hải lão công nói, nóng, nóng như lửa đốt. Vì tiểu bảo thấy trên bàn có đặt lưỡi đao trùy thủ liền cầm lấy rồi chờ ra bên mau thập bát, gã vẫn nằm phục dưới đất. Chẳng mấy chốc, tiếng nước khua động, hải lão công từ trong lu nước lùm cồm đứng dậy, toàn thân ướt đầm đìa. Tiểu quế tử đỡ lão ra ngoài, lão vẫn ho sù sụ không ngớt, tiểu quế tử cầm lấy chung rượu kề vào miệng hải lão công, mà lão vẫn ho không ngớt nên chưa uống được vì tiểu bảo chống ngực đánh hơn chống làng, tưởng chừng trái tim muốn vọt ra ngoài. Hải lão công nói, không, uống, không uống là hơn, không uống thuốc này nữa. Tiểu quế tử dạ một tiếng rồi đặt chung rượu xuống bàn. Gã cầm gói thuốc gói lại cẩn thận rồi đốt vào trong bọc hải lão công. Hải lão công lại ho dữ hơn trước, lão trò vào chung rượu. Tiểu quế tử cầm chung rượu lên kề vào miệng lão, lần này lão uống một hơi sạch cạn. Mao thập bát không nhịn được ùa lên một tiếng. Hải lão công nói, ngươi, muốn sống, để rời khỏi nơi đây. Lão vừa nói tới đó, đột nhiên một tiếng, rắc, rắc, vang lên. Cái ghế đổ sụp xuống, nguyên hải lão công đang ngồi bỗng gục xuống bàn. Lão cử động mạnh quá thành ra ghế gầy mà bàn cũng đổ xuống, khiến lão chúi về phía trước. Tiểu quế tử sợ quá la gọi dối rít công công, công công, rồi chạy tới đỡ lão dậy. Lưng hai người quay về phía Mao thập bát cùng vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo đứng phát dậy cầm đao chùy thủ vung lên đâm vào sau lưng tiểu quế tử. Tiểu quế tử chỉ kịp rú lên một tiếng rồi chết ngay. Hải lão công vẫn nằm dãy rụa dưới đất. Vì tiểu bảo lại dơ trùy tù lên đâm vào sau lưng hải lão công. Giữa lúc ấy hải lão công bỗng ngưỡng đầu lên nói. Tiểu, tiểu quế tử, thuốc này, không được rồi. Vì tiểu bảo thấy vậy chẳng còn hồn vía nào nữa. Lưỡi trùy thủ gã đang đâm xuống liền ngừng lại hải lão công xoay mình vươn tay ra chụp vi tiểu bảo, nói, tiểu quế tử vừa rồi ngươi có lấy lộn thuốc không? Vi tiểu bảo hàm hồ đáp, không, làm lộn, gã cảm thấy cổ tay như bị đai sắt lồng vào đau đớn vô cùng. Nhưng gã biết nếu kêu la một tiếng là bị lão phát giác mình không phải là tiểu quế tử và có thể nguy đến tánh mạng. Hải lão công vừa ho khẳng khặc vừa nói, mau, chấm em ấy yêu thắp đèn lên, tối quá, ta chẳng nhìn thấy gì, vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ tự hỏi, rõ ràng đèn nến sáng tỏ mà sao lão lại bảo tối đen. Đột nhiên gã lầm bầm, hay là lão đôi mắt nên không nhìn thấy gì. Gã liền cất tiếng hỏi, công công, công công không nhìn thấy gì ư. Vì tiểu bảo và tiểu quế tử khẩu âm tuy là trẻ con, nhưng tiểu quế tử là người ở chốn kinh kỳ mà tiểu bảo lại nói khẩu âm dương châu nên khác nhau xa. Gã vừa run vừa nói một cách hàm hồ, hy vọng hải lão công không phát giác ra được hải lão công la lên ta chẳng nhìn thấy gì đã thắp đèn đâu ngươi đi thắp lên cho lẽ lão nói rồi buông tay vi tiểu bảo ra vi tiểu bảo vâng dạ hàm hồ rồi bước đến bên cây đèn đặt trên bờ tường gã đưa tay lên đụng vào đế đèn cho nó bật lên tiếng lách cách và đã thắp đèn rồi hải lão công sừng sốt hỏi sao người nói nhăng vì thế sao không thắp nến lão chưa dứt lời thì người co quắp lại ngã lăn xuống đất vì tiểu bảo giơ tay ra hiệu cho mao thập bát trốn đi mao thập bát cũng vẫy tay cho gã chạy trốn với mình tiểu bảo nghĩ thầm hai người chạy với nhau thì khó lòng thoát khỏi cơn nguy hiểm này phải chia ra mà chạy mới được gã lại đập tay ra hiệu cho mao thập bát chạy trước mao thập bát đang ngần ngừ bỗng nghe hải lão công dên la nói tiểu tiểu quế tử tiểu quế tử tiểu bảo đáp dạ có tiểu tử đây gã khoa tay trái liên hồi Mao thập bát gắng gượng muốn đứng lên nhưng huyệt đạo hai chân của hắn đều bị phong tỏa. Hắn đưa tay ra tự nắn bóp vào huyệt đạo ở sau lưng và đùi. Kinh lực hắn tống vào như đá chìm đáy biển chẳng thấy tâm tích đâu. Hắn tự nhủ chân ta không cử động được, chỉ có cách bỏ đi. Thật khó mà cho tiểu bảo theo mình. Thằng nhỏ này rất tinh quái và gã là con nít không mấy người để ý tới. Vậy gã tự tìm lối thoát thân cũng chẳng khó gì nếu để gã đi theo ta mà chạm trán địch nhân thì thêm phiền cho gã hắn nghĩ vậy liền vẫy tay ra hiệu chi vi tiểu bảo rồi chống hai tay xuống len lén bỏ ra hải lão công rên lên từng hồi lúc to lúc nhỏ vì tiểu bảo không dám bỏ đi ngay vì gã sợ hải lão công phát giác tiểu quế tử bị giết và hô hoán lên cho bọn thủ hạ vây bắt thì dĩ nhiên gã cùng mau thập bát khó lòng thoát khỏi vòng vây gã lẩm bẩm mao đại ca gặp vạ lần này là do ta gây ra hai chân y không cử động được, chẳng hiểu phải mất bao nhiêu thời gian y mới có thể trốn đi xa. Ta đành ở lại đây chống đỡ được khắc nào hay khắc ấy. Mong sao lão thái giám con rùa này không phát giác ra ta giả mạo thì chẳng việc gì. Hiện giờ lão đã lơ tơ mơ, chỉ cần chờ lão hôn mê bất tỉnh là ta đâm cho lão một đao cho lão chết nhăn răng là ta trốn đi được. Sau một lúc nữa bỗng nghe từ những tiếng gồng từ phía xa vọng lại để báo hiệu đêm đã vào canh một vì tiểu bảo thấy ánh lửa đột nhiên lóe lên một cái. Gã nhìn cây nến mé tả đã cháy hết và tắt phụt rồi. Gã lại đưa mắt nhìn thi thể quế tử nằm sòng sượt dưới đất bất giác gã ớn lạnh xương sống tự hỏi ta giết thằng nhỏ này. Bây giờ gã biến thành quỷ, chẳng biết oan hồn gã có kiếm ta để đòi mạng hay không. Rồi gã tự nhủ nếu đợi đến lúc trời sáng thì khó mà trốn thoát được. Ta phải nhân lúc nữa đêm canh khuya trời tối mà bỏ đi mới xong nhưng hải lão công vẫn rên la không ngớt. Thủy chung lão chưa đi vào chỗ hôn mê bất tỉnh, lão cứ nằm ngửa mà ho, mà thờ và rên ư ử, vì tiểu bảo dù có lớn mật đến đâu cũng không dám dơ chùy thủ lên để đâm vào ngực hay vào bụng lão. Gã biết võ công lão cực kỳ lợi hại, hễ mũi đao nhọn mà đụng vào da lão là lão phóng trường đánh ra liền. Như vậy gã tất phải nát óc, sau một lúc nữa cả hai cây nến khác cũng đều tắt ngắm. Hồi chín vì tiểu bảo lừng danh đánh bạc nến tắt hết rồi trong phòng lại tối đen vì tiểu bảo nhớ tới xác tiểu quế tử hiện nằm cạnh gã trong lòng càng run sợ chỉ mong có cơ hội tẩu thoát khỏi gian phòng nhưng gã vừa toan cất bước thì hải lão công la gọi tiểu tiểu quế tử ngươi còn đó không vì tiểu bảo đã có tiểu tử đây chừng nửa giờ sau thì tiểu bảo lại lần mò ra cửa phòng thì hải lão công bỗng la lên tiểu quế tử ngươi định đi đâu đó vì tiểu bảo đã tiểu tử, ra ngoài đi tiểu. Hải lão công hỏi, sao ngươi không đi tiểu ngay trong phòng? Vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi tiến vào hậu đường, nhưng gã chưa từng quen lối, vừa qua cửa hậu thì đụng phải cây bàn đánh chát một tiếng. Gã mắt hoa đầu choáng váng đau điếng cả người. Hải lão công nghe động liền hỏi, tiểu quế tử, chuyện gì vậy? Vì tiểu bảo đã không có chuyện gì, gã đưa tay sờ soạng về phía trước thấy đó là một cái bàn gã mò mầm trên mặt bàn bắt được một miếng đan lửa. Gã mừng quá vội quẹt lửa châm vào mùi, ánh lửa bùng lên, gã thấy trên bàn có mười mấy ngọn nến liền châm lửa thắp vào hai ngọn. Vì tiểu bảo thấy đây là một gian phòng kín đáo, có kê một chiếc giường nhỏ và một chiếc giường lớn. Gã đoán là phòng ngủ của tiểu quế tử và hải lão công. Trong phòng ngoài hai cái giường chỉ có một cái bàn và một cái tủ. Xem thế đủ biết đời sống của hải lão công thật giản dị vì tiểu bảo lại thấy trong góc phòng có một chum nước lớn. Trên mặt đất hãy còn ướt sũng, có lẽ hải lão công lúc này vào chum nước rồi bước ra nên nước còn đọng lại. Vì tiểu bảo đảo mắt nhìn quanh để tìm một khung cửa sổ đặng chuồn ra ngoài thì giữa lúc ấy hải lão công lại gọi tiểu quế tử, ngươi làm gì mãi mà chưa tiểu tiện xong. Vì tiểu bảo giật mình kinh hải bụng bảo giả, không hiểu tại sao lão này cứ kêu mình hoài hay là lão nghe tiếng mình không giống khẩu âm của tiểu quế tử mà sinh lòng ngờ vực. Nếu không thì mình đi tiểu hay không có can hệ gì đến lão mà lão phải băn khoăn. Gã nói rồi thò tay xuống gầm giường với lấy ra một chiếc bình đi tiểu vào đó. Đồng thời gã đưa mắt nhìn quanh thấy những cửa sổ phòng náy đóng kín mít, lại dán một lớp giấy dày. Gã đoán là vì hải lão công mắc bệnh ho trầm trọng, sợ gió lọt vào vì tiểu bảo còn sợ mình mở cửa để hải lão công nghe tiếng động sẽ phát giác ra hành tung của mình có khi cửa mở chưa được đã bị lão bắt kéo trở lại nên gã không dám ra tay gã quan sát tình thế trong phòng để tìm một lối thoát khác nhưng căn phòng này rất kín đáo cả lổ chó chui cũng không có thì làm sao mà trốn chạy được bằng chờ ra cửa trước tất sẽ bị lão phát giác được vì tiểu bảo đưa mắt nhìn quanh chợt ngó thấy trên giường của tiểu quế tử có một bộ quần áo thái giám hãy còn mới nguyên. Trong lòng hắn nghĩ được một kế, vội cởi bỏ quần áo của mình và mặc bộ quần áo thái giám vào. Hải lão công ở phòng ngoài dường như đã nóng ruột lại cất tiếng hỏi dồn tiểu, tiểu quế tử, ngươi làm gì mãi ở trong đó? Vì tiểu bảo đáp tiểu tử sắp ra đây, gã vừa nói vừa cài vội khuy áo rồi bước ra ngoài tiện tay gã với lấy cái nón của tiểu quế tử chụp lên đầu. Gã hàm hồ nói tiếp nến tắt hết rồi để tiểu tử thắp ngọn khác. Gã nói rồi chờ vào phòng trong lấy hai ngọn nến đang cháy cầm ra. Đồng thời gã đem theo bộ quần áo của mình. Hải lão công buông tiếng thở dài não nuột hỏi người thắp nến thật rồi đấy ư. Vì tiểu bảo động tâm hỏi lại thắp rồi. Chẳng lẽ cặp mắt của công công lại không trông thấy hay sao? Hải lão công yên lặng hồi lâu rồi ho lên mấy tiếng, xong cất giọng buồn rầu đáp ta đã biết thứ thuốc này chẳng thể uống nhiều được chỉ vì ho dữ hóa mà phải dùng đến mỗi lần uống một chút nhưng lâu ngày tích tụ lại cũng nhiều và chất độc phát tác hiện giờ hỡi ôi mặt ta chẳng nhìn thấy gì nữa vì tiểu bảo nghe hải lão công nói vậy mới thở phào một cái nhẹ nhõm tự nhủ té ra lại chưa phát giác ta đã pha thuốc vào rượu mà yên trí vì thuốc uống lâu ngày ít cũng hóa thành nhiều nên chất độc công phạt hải lão công hỏi tiểu quế tử trước nay ta cư xử với ngươi như thế nào vì thiểu bào chẳng hiểu ngày trước lão đối với tiểu quế tử ra sao song gã cũng hàm hồ đáp công công thật hết lòng thương tiểu tử hải lão công hỏi nay ta bị đuôi mắt rồi chỉ trông cậy vào ngươi săn sóc ngươi có định bỏ ta không nghe lời lão thật bi thiết gã vội đáp chẳng khi nào tiểu tử lìa bỏ công công hải lão công hỏi ngươi nói thật chăng vì tiểu bảo đáp ngay dĩ nhiên tiểu tử nói thật gã nguyên là một đứa có tài nói láo ngày thường gã vẫn kể chuyện để bịp người nhưng hiện giờ gã trả lời câu hỏi của hải lão công với giọng chân thành không lộ vẽ gì dối trá khiến lão rất cảm động vì tiểu bảo đáp ngay hời ôi tiểu tử không lo săn sóc cho công công thì còn ai nữa tiểu tử coi chừng bệnh đau mắt của công công chỉ vài ngày là hết hải lão công thờ dài nói, ta tự biết đuôi mắt rồi chẳng bao giờ chừa lành lại được nữa. Lão ngừng lại một chút rồi hỏi bằng một giọng chán nản, thằng cha họ mau trốn mất rồi ư. Vì tiểu bảo đáp, đúng thế, không thấy hắn đâu nữa. Hải lão công lại hỏi, còn thằng nhãi con đi theo mau thập bát bị ngươi giết chết rồi phải không? Vì tiểu bảo chống ngực đập hơn chống làng, cất giọng run run đáp, dạ, phải rồi, xác chết của gã mình phải làm sao đây? Hải lão công ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, mình đã gây ra án mạng thì phải giấu nhẹ mới được, nếu để người ngoài biết được thì rắc rối lắm. Ngươi vào phòng bưng cây dương thuốc của ta ra đây, vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi chờ gót đi vào, gã không thấy dương thuốc đâu, liền mở các ngăn kéo ra coi. Hải lão công nghe tiếng quát hỏi, ngươi làm gì vậy, sao lại mở các ngăn kéo, vì tiểu bảo giật mình nghĩ bụng, mấy cái ngăn kéo này sao lại không được mở, gã nghĩ vậy nhưng không hỏi vì lẽ gì đáp ngay, tiểu tử kiếm dương thuốc mà không biết để đâu. Hải lão công nổi giận lớn tiếng, tại sao ngươi không biết dương thuốc để đâu? Vì tiểu bảo đáp, tiểu tử vừa mới giết chết một nhân mạng, trong lòng đang hồi hộp, công công lại hư mắt nên bối rối vô cùng, chẳng còn nhớ điều gì. Gã nói tới đây rồi khóc quà lên, gã sợ vì mình không biết dương thuốc để trồn nào khiến cho hải lão công nghi ngờ gã không phải là tiểu quế tử, nên gã giả vờ khóc để đánh trống lấp và khiến hải lão công tin là lòng gã bối rối thực sự. Hải lão công nói, giết một mạng người thì có sao? Người chưa từng hạ sát ai bao giờ hay sao mà run sợ thế? Cái dương để bên trên là dương đựng thuốc đó. Vì tiểu bảo nói ngay, à phải rồi, tiểu tử cũng vừa sực nhớ ra. Gã liếc mắt nhìn thấy hai cái dương chồng chất lên nhau, vội bê cái dương trên đem xuống mang ra. Gã chẳng biết chìa khóa để đâu cứ thỏ tay mó máy thử thì nắp khóa bật ra ngay gã mừng thầm lẩm bẩm phúc cho mình quá ổ khóa này chi cài hờ chớ không khóa hẳn nếu mình lại hỏi tới chìa khóa chắc tất lão sinh nghi vì tiểu bảo mở dương thấy bên trong có rất nhiều chai thuốc để nguồn ngang chưa biết lấy thứ nào thì hải lão công lại nói người lấy một ít hoa thi phấn rắc lên xác chết gã dạ một tiếng để đáp lại nhưng cứ đúng ngẩn ngưới ra vì gã không biết chai nào là hoa thi phấn gã đành hỏi công công ơi hoa thi phấn đựng ở chai nào Hải lão công không trả lời, hỏi lại, thằng nhỏ bữa nay sao mà lú lần thế? Có phải ngươi sợ quá mà thất đảm, đầu óc mê muội không? Vì tiểu bảo cất giọng run run đáp, tiểu tử rất đồi bồn chồn, cặp mắt công công đã nhìn thấy gì chưa? Giọng nói của vi tiểu bảo lộ vẽ cực kỳ thiết tha, tưởng chừng gã rất băn khoăn về bệnh thế của hải lão công. Hải lãi công vươn tay xoa đầu gã nói, người lấy chai thuốc màu xanh có lốm đốm trắng, thuốc này quý lắm, chỉ lấy một chút thôi. Vì tiểu bảo vâng dạ luôn miệng, gã đổ thuốc ra mảnh giấy rồi rắc lên mình tiểu quế tử. Hải lão công nói, bữa nay ta nhận thấy ngươi thật là quái gì, tâm tư lú lẩn mà giọng nói cũng thay đổi nhiều. Giữa lúc ấy, vì tiểu bảo nghe chỗ vết thương của tiểu quế tử sủi sùng sụt, rồi khói bốc lên nghi ngút. Tiếp theo đó vết thương có nước vàng chảy ra, nước vàng càng chảy nhiều thì vết thương càng loang rộng ra mãi. Vì tiểu bảo thấy xác tiểu quế tử hễ trồ nào mà gặp phải nước vàng liền tan ra nước ngay, cả quần áo cũng nát theo, trước diển tiến này, gã không khỏi ngẩn người ra, gã chợt nhớ tới bộ quần áo của gã vừa mới thay ra, liền cầm lấy quang lên xác tiểu quế tử và bộ quần áo này cũng dần dần tan ra thành nóc. Vì tiểu bảo chợt thấy mũi giày của gã đã rách nát, gã vội tháo lấy đôi giày của tiểu quế tử và liệm đôi giày của mình vào xác chết cho tiêu tan theo. Sau chừng nửa giờ, thi thể tiểu quế tử và quần áo hoàn toàn biến thành một bãi nước vàng. Vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng, nếu lão già con rùa này bây giờ mê mang bất tĩnh thì hay biết chừng nào. Ta chỉ việc đẩy lão vào bãi nước vàng thì sau một giờ đồng hồ người lão cũng tan thành nước hết, không còn tâm tích gì nữa. Nhưng khốn thay, hải lão công vẫn ho sù sụ không ngớt, thỉnh thoảng lại điểm mấy tiếng thở dài não nuột, mà vẫn tỉnh táo chứ không mê mang. Vì tiểu bảo nhìn lên lớp giấy dán cửa sổ thấy nó từ từ biến thành màu trắng thì biết là trời đã dạng đông. Gã cho là bây giờ gã mặc đồ thái giám thì có thể tự do đi lại, không sợ ai ngăn chặn xét hỏi nữa. Vì tiểu bảo còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe hải lão công hỏi, tiểu quế tử, trời sắp sáng rồi phải không? Vì tiểu bảo đáp đúng thế, hải lão công nói, người lấy nước giữa sạch trồ này đi, vì mùi tanh hôi rất khó ngửi vì tiểu bảo giả một tiếng rồi đi vào nội thất lấy cái bầu nước múc nước trong chung ra giữa chỗ bãi nước vàng hải lão công lại nói bữa nay ăn cơm xong ngươi cùng bọn chúng đi đánh bạc vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ gã cho là lão muốn thử thách liền hỏi đánh bạc ư tiểu tử không đi đâu mắt công công hư rồi thì tiểu tử còn đi giờn chơi thế nào được hải lão công tức giận hỏi ai bảo ngươi đi giờn chơi ta dạy người mấy tháng trời đánh thua mất mấy trăm lạng bạc cũng vì câu chuyện to tát này người không muốn nghe lời ta phải chăng vì tiểu bảo không hiểu lão nói câu này có thâm ý gì nên hàm hồ cười đáp không chẳng phải tiểu tử không nghe lời chỉ giáo của công công có điều công công không được mạnh khó mà lại ho nhiều tiểu tử đi làm việc đó không ai chiếu cố cho công công hải lão công nói người cứ làm cho ta việc đó thì hay hơn tất cả các việc khác người thử gieo cho ta coi vì tiểu bảo hỏi, gieo, cái gì? Hải lão công tức quá thét lên, đi lấy những con thỏ lò ra đây, dừng rắc rối nữa. Vì ngươi không cố công rèn luyện nên đã bao lâu mà chẳng tiến bộ mấy. Vì tiểu bảo nghe lão nói gieo thỏ lò, thì chấn động tinh thần. Nguyên gã ở Dương Châu, ngoài những lúc nghe người ta nói chuyện cổ tích, gã có nhiều thì giờ cùng bạn hữu gieo thỏ lò. Tuy gã còn nhỏ tuổi nhưng trong ngõ hẻm thành rong châu đã nổi tiếng là tay hảo thù. Nhưng hiện giờ Vi Tiểu Bảo không hiểu những con thỏ lò để ở đâu liền hỏi lại, suốt một ngày một đêm đầu óc bị căng thẳng, tinh thần bị hôn ám. Đến mấy con thỏ lò cũng không nhớ để ở đâu nữa. Hải lão công mắng liền, con bà mi mi khinh ta đôi mắt, phải không? Đưa cho ta sáu hạt. Đoạn lão vươn tay sờ vào trong chén xứ thì quả nhiên có đủ sáu con, bốn con, nhị, và hai con, hải lão công, bữa nay ngươi hên vận thì đổ lấy bông, mai hoa, cho ta coi. Vì tiểu bảo cầm mấy con thò lò toan liệng ra, nhưng gã lại nghĩ thầm, nghe giọng lưỡi lão này thì gã tiểu quế tử gieo thò lò kém lắm. Bây giờ nếu lão bảo mình gieo cái gì được cây đó, tất lão con rùa sinh lòng ngờ vực. Gã nghĩ vậy rồi xoay truyền thủ kình đổ bảy tám cái đều không trúng, mai hoa, gã đổ thêm một lần nữa rồi thở dài sơn sượt. Hải lão công hỏi, ngươi đổ được cái gì? Vì tiểu bảo hàm hồ đáp, giả, dạ, giả. Dạ. Hải lão công hắng giọng một tiếng đưa tay sờ vào lòng chén sứ thì thấy bốn con, tam, một con, tứ, và một con, ngũ, thế là chín điểm. Hải lão công an ủi gã, thủ kình ngươi còn sai một chút, định đổ, mai hoa, lại thành chín điểm. Có điều chín điểm cũng là khá rồi, ngươi thử đổ nữa đi, vì tiểu bảo giả vờ đổ hơn chục lần mới thành, mai hoa hải lão công sở thấy đúng lão cao hướng nói bằng ngươi có tiến bộ rồi đó đi đánh thử coi bữa nay đem theo năm chục lượng bạc vừa rồi lúc vi tiểu bảo lục dương kiếm bộ thò lò đã trông thấy hơn chục đỉnh bạc bây giờ gã nghe nói đến đánh bằng tiền thì trong lòng vui sướng không bút nào tả xiết vì về môn đánh bạc ăn tiền tài nghệ gã đã tinh thâm cả thành dương châu ai cũng biết gã là thằng bé giỏi nghề cờ bạc bịp trừ người ở xa đến chưa biết không kể còn chẳng ai mắc hợm gã cả. Lúc này vì tiểu bào đã chấn tĩnh lại nhiều, không kinh hải như trước nữa. Gã chợt nghe đi đánh bạc liền tưởng chừng đã ra khỏi địa ngục để lên thiên giường. Có diều gã chưa biết kẻ đối thủ của mình là ai và đi đâu đánh bạc. Nếu điều gì gã cũng hỏi lão già này thì gã sợ bị bại lộ hành tung. Đây cũng là vấn đề nan giải cho gã, vì tiểu bào mở dương lấy hai đỉnh bạc, mỗi đỉnh 25 lượng gã còn đang ngấn ngừ tìm biện pháp để hải lão công từ miệng nói ra nơi sòng bạc thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng hô hoán tiểu quế tử tiểu quế tử vì tiểu bảo chạy ra nhà ngoài rồi mới thưa lên hải lãi công khẽ bảo gã y đã đến kêu ngươi đó người đi đi vì tiểu bảo sung sướng xô ứng toàn bước ra cửa gã chợt nghĩ ra điều gì la thầm chết cha rồi con quỷ cờ bạc này không đôi mắt hắn trông thấy mình là nhận ra ngay là không phải tiểu quế tử biết làm thế nào bây giờ? Người ngoài cửa lại gọi, tiểu quế tử, ra đây mau, ta có điều muốn bàn với ngươi. Vì tiểu bảo đáp hãy chờ một chút, ta ra ngay bây giờ. Vì tiểu bảo có tài ứng biến rất mau lẻ, gã chạy vào nội thất lấy mảnh vải trắng quấn ngang đầu, che cả mặt mũi, chỉ để hở con mắt và cái miệng. Gã nhìn hải lão công nói, tiểu tử đi đây, rồi bước lẹ ra khỏi phòng. Gã thấy người đứng chờ là một tên thái giám ngoài ba chục tuổi người này hỏi ngay ngươi làm sao thế vì tiểu bảo đáp ta thua bạc rồi bị công công đánh thâm tím mặt mũi người kia cười hì hì không lộ vẽ gì hoài nghi khẽ hỏi gã ngươi có dám đi gờ không vì tiểu bảo nắm tay áo người kia kéo ra ngoài mấy bước rồi mới đáp đừng để công công nghe tiếng dĩ nhiên ta phải đi gờ chứ người kia giơ ngón tay cái lên nói hảo tiểu tử giỏi đấy vậy thì đi vì tiểu bảo sóng vai đi với người kia gã thấy hắn đầu nhỏ mà chán nhọn sắc mặt xanh lợt. Hai người đi được mấy trưởng, tên thái giám kia nói, bọn anh em ở ôn gia và bình uy đều đến cả rồi. Bữa nay may ra có thể ăn được đấy, vì tiểu bảo ngập ngừng đáp, bữa nay không thắng thì, kẹt giữ, xuyên qua dãy hành lang ra tới hoa viên. Vì tiểu bảo lẩm bẩm co mẹ nó, những nhà tài chủ có nhiều tiền kiến trúc tòa viện rộng lớn quá đi mãi không hết. Gã đưa mắt lên thềm thấy giường cột chạm trổ rất đẹp suốt đời gã chưa bao giờ được nhìn thấy tòa nhà hào phú như thế này hai người đi một lúc nữa thì đến một căn nhà nhỏ ở góc vườn hoa người kia dắt vi tiểu bảo xuyên qua hai gian phòng rồi đưa tay lên gõ cửa cách 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 ba tiếng hắn ngừng lại gõ hai tiếng sau cùng gõ ba tiếng nữa cánh cửa kẹt mở ra lại nghe những tiếng leng keng do những con thỏ lò reo xuống chén phát ra nghe êm ái làm sao trong phòng đã quần tụ 5,6 người đều ăn mặc như nhau. Chúng đang để hết tinh thần vào việc gieo thò lò. Chỉ có một hán tử lối 20 tuổi cất tiếng hỏi, tiểu quế tử, người làm sao thế? Tên thái giám dẫn vi tiểu bảo tiến vào đáp, gã thua bạc bị hải lão công đánh đòn. Người kia cười khành khạch rồi tặc lưỡi mấy tiếng. Vi tiểu bảo đứng ở phía sau mấy người. Gã thấy bọn con bạc đang đặt tiền. Kẻ đặt nữa là người đặt 5 đồng cân gã lấy một đỉnh bạc ra mua năm cái thẻ, mỗi thẻ ăn 5 đồng cân rồi ngồi vào sòng bạc. Hồi mười, người hết đánh bạc lại đánh đô vật. Vì tiểu bảo vừa ngồi vào bàn thì một người hỏi, tiểu quế tử, bữa nay ngươi ăn cắp được bao nhiêu tiền đem nướng? Vì tiểu bảo hỏi, cái gì mà ăn cắp với không ăn cắp? Sao nói khó nghe thế? Gã toàn đưa ra những từ ngữ đe tiện để thoá mà, nhưng gã phát giác giọng lưỡi của mình chưa ăn nhập được với bọn kia nếu buông lời thoá mà sẽ bị lộ tẩy gã nghĩ vậy rồi quyết định chú ý chỉ nói rất ít và để ý nghe giọng lưỡi của bọn họ mọi người chăm chú đánh bạc chỉ có hán tử đưa vi tiểu bảo tới là còn ngần ngừ một người ngồi cạnh hỏi lão ngô lúc này nhà cây đang đen đánh nhiều đi chớ gã họ ngô đã phải lắm rồi gã đặt hai lạng bạc và hỏi vi tiểu bảo tiểu quế tử người tính sao vi tiểu bảo nghĩ bụng hay hơn hết là đừng để họ chú ý tới mình Vậy bữa nay mình không nên ăn thua nhiều mà cũng không được lớn. Như vậy chỉ nên đặt chút ít thôi. Gã liền đặt 5 đồng cân. Quả nhiên những người ngồi bên chẳng ai chú ý đến gã. Nhà cái là một hán tử béo mập, mọi người gọi hắn là Bình Đại Ca. Vì tiểu bảo nhớ lại gã họ ngô đã nói trong đám con bạc bữa nay có người tên là Bình Uy, gã hiểu ngay Bình Đại Ca đây tức Bình Uy. Bỗng thấy Bình Uy cầm mấy con thỏ lò lúc lắc trong tay rồi hô lớn, coi đây đoạn hắn gieo thỏ lò xuống lòng chén, vì tiểu bảo để ý tới thủ kình của bình uy, gã yên tâm bụng bảo giả anh chàng này là con mỏng béo, gã thấy ai đánh bạc mà không biết lừa bịp đều cho là con mỏng béo. Bình uy gieo sáu con thỏ lò thành bộ, như, đó là nước bài khá lớn, nhà cái gieo rồi mọi người lần lượt theo thứ tự trước sau mà gieo thỏ lò. Có kẻ được người thua, gã họ ngô siêu được 5 điểm dĩ nhiên cũng bị thua vì tiểu bảo để ý tới từng người gieo thỏ lò, đến lượt gã cũng lầm bầm, còn mỏng béo, gã lại càng yên trí, nên biết trong bàn bạc mà có tay sành sỏi thì gã gieo thỏ lò phải biến đổ luôn để họ khỏi phát giác và như vậy khó nắm chắc phần thắng. Nếu tay cờ bạc lõi mà nhãn quan càng ghê gớm thì càng dễ phát giác những ngón bịp của gã. Đến lượt vi tiểu bảo, gã cầm bộ thò lò trong tay không nhịn được suýt bật tiếng cười. Nguyên bộ thò lò này bên trong có đồ trì vì tiểu bảo đem theo bộ thò lò của hải lão công có rổ thủy ngân. Gã định đánh một lúc sẽ đổi bộ của mình vào và sau khi được tiền lại chuồn ra thì không ai biết. Thủ pháp gieo giả khéo léo ở chỗ thay đổi thò lò cần phải mắt tinh tai lẻ như người chơi trò quỷ thuật. Thường thường phải làm cho người coi chú ý đến chuyện khác, tỉ như giả đò đánh đổ ghế, làm rất trông trà, khiến mọi người để mắt nhìn ghế đổ hay trông trà rớt mà thay đổi bộ thò lò dĩ nhiên những tay cao thủ hạng nhất thì chẳng cần phải đánh đổ ghế hay làm đổ chung trà cũng có thủ pháp làm được vì tiểu bảo ở trong kỹ viện đã chạm trán những tay đối thủ cực kỳ lợi hại và đã luyện cách đổi thò lò đến trình độ xuất quỷ nhập thần gã có thể giấu sáu con thò lò ở trong tay áo lúc gieo gã chuồn sáu con thò lò ở đầu ngón tay vào cho những con thò lò ở trong tay áo rớt xuống chén rồi gã chắp tay một cái là chuồn được sáu con thò lò kia vào bọc những thỏ lò đổ trì hay thủy ngân đều trầm trọng, khi rớt xuống bát một bên nhẹ nên có thể gieo theo ý muốn. Có điều trì là vật cứng còn thủy ngân lưu động không ngừng nên gieo thỏ lò đổ trì dễ hơn là thỏ lò đổ thủy ngân. Nhưng thỏ lò đổ trì lại dễ để cho người phát ra. Đồng thời mình gieo được điểm số lớn thì người ta cũng gieo được điểm số lớn một cách dễ dàng. Còn thỏ lò đổ thủy ngân mà muốn gieo bộ gì thì phải là tay có thủ pháp vào hàng thượng thẳng chứ người thường không thể làm được. Những tay hào thủ chân chính thì dù gieo thỏ lò thông thường cũng có thể điều động theo ý muốn không sai chút nào. Nhưng công phu này trong muôn người chưa được một, trong đời vi tiểu bảo chưa từng gặp nhân vật có tư cách như vậy. Vi tiểu bảo cầm bộ thỏ lò trong tay biết là đổ trì. Gã nghĩ bụng bộ thỏ lò này chắc của tiểu quế tử mang đến đánh cháo. Gã đã gặp những đối thủ toàn hạng mỏng béo, ngày nào giờ đi giờ lại cũng chỉ chơi với mấy người này thì cần gì phải thay đổi thò lo. Nếu mỗi lần mỗi thay đổi mà chân tay vụng về để người ta bắt được thì còn ra thế nào? Gã nghĩ vậy rồi mắng thầm, tiểu quế tử đúng là tên tiểu tặc đã dở thói ăn cắp mà lại là đồ vô dụng đến nổi gieo thò lò đồ chi mà còn thua bạc mới thật là tôi. Vì tiểu bảo nghĩ tới đây gã chợt nhớ ra đi yêu gì, liền tự nhủ, tiểu quế tử thường tua chẳng mấy khi được cái đó đã hiển nhiên vì hải lão công lúc này tỏ ra ưa tức giận về chuyện gã ưa thua luôn Này ta mới đến đây lần đầu mà đã trổ tài ăn ngay tất mọi người sinh lòng ngờ vực vậy bây giờ ta hãy thua mấy bàn rồi hãy thắng gã nghĩ vật liền gieo số nhỏ để nhà cái ăn vì tiểu bảo cứ bàn ăn bàn thua tính ra còn mất năm lạng về sau mọi người đặt mỗi lúc một lớn vì tiểu bảo vẫn đặt năm đồng cân nhà cái là bình uy gạt cái thẻ của gã ra nói ít nhất là phải đặt một lạng không ăn đồng cân. Vì tiểu bảo bản tính hiếu thắng liền đặt thêm một thẻ nữa. Nhà cái gieo được bổ, nhân, ăn hết cả làng rồi. Còn mình tiểu bảo là chưa gieo. Gã nghĩ bụng, nếu mình gieo bổ, thiên, để thắng hắn thì chưa phải là tay hảo hán. Hắn liền gieo thỏ lò bốn con, tam, và hai con, nhất, thế là thành bổ, địa, đủ để ăn bổ, nhân, rồi. Bình uy cất tiếng thoá mạ, còn mẹ nó, gã tiểu quỷ này bữa nay hên quá vì tiểu bảo kinh hải nghĩ thầm không được nếu mình thắng cách này thì bọn họ chú ý và sẽ nhận ra không phải là tiểu quế từ lần sau gã lại gieo thua một lạng chung thấy mọi người đặt tăng thêm tiền kẻ ba người bốn lạng liền đặt hai lạng gã thắng lần sau gã thua một lạng vì tiểu bảo cứ tiếp tục bằng cách ăn hai lạng thua một lạng gã đánh cho đến trưa đã ăn được hơn hai chục lạng nhưng gã đặt nhỏ hơn mọi người nên chẳng ai chú ý gã họ ngô đem đi hơn ba chục lạng thua hết nhằn, sẽ mặt buồn thiêu. Gã bóp hai tay lại nói, bữa nay xui quá không đánh nữa. Vì tiểu bảo lúc đánh bạc giả vờ keo kiệt để gạt người, nhưng đối với bạn hữu thì hắn lại tỏ ra rất hào phóng. Gã thường ngày bị người ta nhục mạ đánh đấm, chẳng ai coi gã vào đâu, nhưng hễ thấy ai thua hết tiền là gã lại cho vay mượn. Nếu được người đó cảm kích và coi gã bằng con mắt khác trước vì tiểu bảo cũng đã có cơ hội làm hào hán là chỉ ở chỗ cho người mượn tiền đánh bạc có người mượn rồi không trả gã cũng chẳng để tâm vì gã coi tiền đó không phải móc ở trong lưng mình ra bây giờ gã thấy họ ngô thua hết tiền liền bốc một nắm thẻ chừng hai ba chục lạng nhét vào tay hắn nói thua thì phải gỡ chứ hễ được sẽ trả tiểu đệ gã họ ngô mừng quính, vì những người đánh bạc trước nay không ai cho mượn tiền bao giờ một là họ sợ cho mượn tiền đánh bạc người ta không trả cũng chẳng thể đòi gắt gao như món nợ thường. Hai là bỏ tiền trong tay ra cho mượn nợ suối quẩy rồi sẽ phải thua. Gã ngô thấy vì tiểu bảo có lòng khẳng khái như vậy thì trong lòng cao hứng vô cùng. Hắn xoa đầu vỗ vai gã nói, lão huynh đệ, huynh đệ thật là người tốt, nhà cái bình uy đang đến hồi vận đỏ, chỉ sợ có người thua hết tiền phải giải tán. Hắn thấy vì tiểu bảo nghĩa khí như vậy cũng ca ngợi hắn nói, ha ha, tiểu quế tử thay đổi tính tình, bữa nay không keo kiệt như trước nữa. Cuộc đánh bạc lại tiếp tục, vì tiểu bảo được thêm mười mấy lượng. Đột nhiên có người nói, nghỉ ăn cơm đã, sáng mai hãy đánh tiếp. Mọi người nghe nói ăn cơm liền dừng tay lại, tới tấp đổi thẻ lấy tiền ra về. Vì tiểu bảo theo gã họ ngô đi ra, gã tự hỏi, không biết đi đâu ăn cơm bây giờ. Gã họ bao được vi tiểu bảo cho mượn hơn hai chục lạng lại thua gần hết hắn nói, tiểu huynh đệ, món tiền đó sáng mai ta trả được không? Vì tiểu bảo đáp trổ anh em với nhau, có cần quái gì? Gã họ ngô cười nói, ha ha, thế mới phải tình nghĩa anh em. Tiểu huynh đệ về đi kèo hải lão công ở nhà chờ cương. Vì tiểu bảo đáp bằng vâng, nhưng gã nghĩ bụng, té ra lại trở về ăn cơm với lão già con rùa kia. Bây giờ mà mình không chạy trốn thì còn chờ đợi đến bao giờ? Gã thấy họ ngô xuyên vào sảnh đường thì nghĩ bụng, nơi đây có sảnh đường, có vườn hoa, có hành lang không biết cổng lớn ở phía nào. Gã chạy loạn lên, thỉnh thoảng, lại gặp người cùng sắc phục như gã nhưng gã không dám hỏi cổng lớn ở nơi nào. Vì tiểu bảo chạy mãi, chạy hoài rồi đâm ra hoang mang tự nhủ, ta đành đi trở về chỗ hải lão công con rùa kia rồi sẽ tính. Nhưng bây giờ gã lạc lõng muốn trở về chỗ hải lão công cũng chẳng biết đường gã quanh đi quẩn lại vẫn về đến đại sảnh. Trên cửa có treo một tấm biển, nhưng trong ba bốn chữ gã khó lòng nhận ra được một. Ngoài mấy chữ, nhất, tam, thủy, gã không nhận được ra chữ gì. Vì tiểu bảo lại chạy một lúc nữa thì trong bụng đói quá. Gã xuyên qua một cái cổng tò vò, thấy căn phòng mé tả, cánh cửa chỉ khép hờ. Gã liền đến bên cửa, bỗng ngươi thấy mùi thức ăn ngào ngạt sông lên mũi. Bất giác gã chảy nước miếng, gã khẻ đầy cửa thò đầu ngó vào. Vì tiểu bảo thấy trên bàn đã đặt mười mấy đĩa bánh điểm tâm. Có đĩa còn bốc hơi nghi ngút, gã đang bụng đói như cào liền nghĩ ngay đến cách ăn vụng. Nghề ăn vụng của tiểu bảo thường như cơm bừa, gã thấy trong nhà không có người liền kiểm chân gión rén bước vào. Gã cầm lấy một chiếc bánh da lợn đút vào miệng, gã vừa nhai mấy miếng đã khen thầm là bánh ngon. Cái bánh da lợn này một lớp bằng bột, một lớp đường mật chiên bằng mỡ lợn lại có thịt và nhiều đồ gia vị thơm tho nên vừa giòn vừa ngọt những món điểm tâm ở duy dường vốn nổi tiếng khắp thiên hạ trong các kỹ viện người ta khảo cứu rất tỉ mỉ về các loại bánh đi ềm tâm để đài khách làng chơi vì tiểu bảo trước ở kỹ viện đã nếm những món điểm tâm trước các tân khách dù bị người ta đánh đòn nhiều lần mà vẫn chứng nào tật ấy cứ ăn vụng hoài bây giờ gã được ăn bánh ở đây còn ngon hơn bánh ở kỹ viện gấp nhiều lần vì tiểu bảo ăn hết một tấm bánh da lợn vẫn chưa nghe thấy tiếng người đi vào, liền bốc một cái xíu mại bò vào miệng. Nên biết gã có rất nhiều kinh nghiệm về cách ăn vùng. Mỗi đĩa chỉ lấy một vài cái thì người ta khó lòng phát giác. Vì tiểu bảo ăn xong viên xíu mại lại bốc một cái bánh đầu ăn. Đĩa nào gã ăn xong rồi liền bày lại cho khỏi lộ vết tích. Gã đang ăn thích khẩu, bỗng nghe ngoài cửa nhộn nhịp tiếng giày dép lẹp kẹp. Có người đã gần tới nơi. Gã vội cầm lấy một tấm bánh nướng rồi liếc mắt nhìn quanh thì thấy trong nhà trống rỗng. Ngoài cái bàn không còn kê vật gì khác, gã thấy chiếc bàn có rèm dụ xuống thì không còn nghĩ gì nữa, chui ngay vào gầm bàn để ẩn nấp. Lúc này tiếng giày đã vang lên ở trước cửa phòng rồi tiếng bước chân người tiến vào. Vì tiểu bảo ngồi trong gầm bàn nhìn ra thấy đôi giày bé nhỏ, gã biết người tiến đến là một đứa nhỏ tuổi cũng suýt soát gã, nên gã cũng yên tâm được một phần vì tiểu bảo đút tấm bánh nướng vào miệng mà không dám nhai. Chỉ ngậm tấm bánh cho nước thấm vào, bánh nhủn ra là gã có thể nuốt xuống được. Bỗng nghe tiếng nhai tóp tép ở cạnh bàn. Vì tiểu bảo cũng biết thằng nhỏ lấy bánh ăn, hắn nghĩ bụng, gã này cũng vào đây ăn vùng. Ta mà la hên một tiếng rồi nhảy ra tất thằng lõi này này phải khiếp sợ trốn chạy rồi ta ăn một bữa cho no bằng thích. Nhưng sau gã lại nghĩ vừa rồi mình ngốc thật, sao không lấy mấy đĩa điểm tâm đem ra vườn hoa mà ăn. Nơi đây không phải là Lệ Xuân Viện, chẳng lẽ họ thấy mất mát gì cũng đổ tội lên đầu mình. Vì Tiểu Bảo còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe những tiếng binh binh vang lên. Gã không hiểu thằng nhỏ kia đang đập cái gì, bất giác gã nổi tính hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn xem thì thấy thằng nhỏ kia lối 13,14 tuổi mình mặc áo ngắn, gã đang vung quyền lên đánh vào người bằng da. Người da này chế bằng da trâu và lớn bằng người thật thằng nhỏ vung quyền đấm vào ngực người ra rồi hai tay ôm ngang lưng người ra mà vật ngã xuống đất. Thủ pháp của hắn cũng giống như thủ pháp của bọn đô vật người mãn mà Vi Tiểu Bảo đã nhìn thấy ở tử điếm hôm trước. Vi Tiểu Bảo cười ha hà từ gầm bàn trôi ra cất tiếng hỏi, người ra là vật chết rồi, chơi như vậy có chi là thú. Ta già giỡn với ngươi một chút, thằng nhỏ kia thấy có người xuất hiện đột ngột mà đầu và mặt đều quàng khăn trắng thì không khỏi kinh hãi nhưng gã nghe vi tiểu bảo nói là ra giỡn với mình thì lộ sẽ mừng vui đáp hay lắm ngươi ra đây chơi với ta vi tiểu bảo uốn mình nhảy sổ lại toan chụp lấy hai tay thằng bé thằng nhỏ như mình né tránh rồi thò chân phải ra móc vi tiểu bảo đứng không vững lập tức té nhào thằng nhỏ nói bêu bêu ngươi không biết vật rồi vi tiểu bảo cãi sao lại không biết đoạn gã nhảy tới ôm lấy chân trái thằng nhỏ thằng nhỏ liền vươn tay ra chụp lấy sau lưng gã vì tiểu bảo lướt người đi rất linh hoạt. Thằng nhỏ chụp hụt, vì tiểu bảo nhớ được vài thủ pháp của mất tên đại hán ở trong tử quán, đột nhiên gã vung quyền bên trái đánh vào hàm dưới thằng nhỏ đánh binh một tiếng. Thằng nhỏ bị trúng quyền ngẩn người ra một chút, mắt gã lộ vẽ tức giận, vì tiểu bảo liền cười và nhắc lại câu của thằng nhỏ, bêu bêu, người không biết vật rồi. Thằng nhỏ không nói gì, gã vung hờ tay trái một cái. Vì tiểu bảo nghiêng mình né tránh thằng nhỏ liền huyết khuỷu tay vào lưng tiểu bảo. Vì tiểu bảo đau quá phải khom lưng xuống. Thằng nhỏ luồn tay qua sau lưng vào nách gã rồi dùng 10 đầu ngón tay nắm lấy sau lưng gã mà rúi xuống. Vì tiểu bảo vung chân phải đá ngược lên, thằng nhỏ đẩy mạnh hai tay hất người vi tiểu bảo ra té huyệt xuống đất. Vì tiểu bảo tức quá chăn mình lại ôm ghì lấy hai chân thằng nhỏ hết sức kéo mạnh. Thằng nhỏ đứng không vững cũng té vì tiểu bảo rượt chân thằng nhỏ kia ngã úp sấp đè lên người gã thằng nhỏ kia thân hình to lớn lại lợi thế liền đưa khuỷu tay chẹn họng vi tiểu bảo vì tiểu bảo bị nghẹt thở liền vung chân đá ngược lên đồng thời gã thấy thằng nhỏ mặt mũi khôi ngô mà lại vui tính nên gã rất có cảm tình với nó thằng nhỏ kia hỏi tên họ ngươi là chi vì tiểu bảo đáp ta là tiểu quế tử còn ngươi tên gì thằng nhỏ trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng ta là tiểu huyền tử ngươi là thủ hạ của vị công công nào? Vì tiểu bảo đáp chủ ta là hải lão công. Tiểu huyền tử gật đầu. Đoạn gã dùng chiếc khăn bịt mặt của vi tiểu bảo lau mồ hôi chán rồi thò tay bốc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng nhai nhồng nhoàng. vì tiểu bảo cũng không chịu kém miệng lẩm bẩm mi có gan ăn vụng dễ thường ta không dám ăn hay sao. Rồi gã bốc miếng bánh ra lợn mà ăn một cách rất ung dung. Tiểu huyền tử cười nói, người chưa học nghề đô vật. Xong được cái chân tay mau lẻ, nên ta không đè ngươi được. Có điều nếu đấu thêm vài hiệp nữa thì ta nhất định nắm vững phần thắng. Vì tiểu bảo không chịu, cái đó chưa chắc, bây giờ chúng ta tái đấu xem sao?" Tiểu Huyền Tử cười nói, "Được lắm." Thế là hai gã lại quần thảo với nhau. Tiểu Huyền Tử vừa sức mạnh vừa hiểu nghề đô vật, nên lần này mới đấu có vài hiệp nó đã đè lên người Vi tiểu bảo và không để gã cục cựa được nữa. Tiểu Huyền Tử cười hỏi: người có chịu đầu hàng hay không thì bảo. Vì tiểu bảo vẫn quật cường đáp chết thì chết chứ không chịu hàng. Tiểu huyền tử cười ha hà buông vi tiểu bảo ra đứng dậy. Vì tiểu bảo lại xông tới toàn đánh nữa. Nhưng tiểu huyền tử khoát tay nói bữa nay hãy tạm nghĩ ngày mai sẽ tái đấu. Có điều người không phải là đối thủ của ta thì dù có đấu thêm mấy ngày nữa cũng bằng thừa. Vì tiểu bảo không chịu móc ba lạng bạc ra nói ngày mai quyết chiến nhưng phải ăn thua bằng tiền ngươi hãy nộp tiền vào đây tiểu huyền tử giật mình đáp hay lắm ngày mai chúng ta đấu bằng tiền và cũng vào buổi trưa sẽ gặp nhau ở đây ngươi nên giữ đúng hẹn